Hello anh em. Hôm nay góc quay khác, quay cái xe của mình. Hình như đây là video YouTube dài đầu tiên trên kênh Tony Phùng Studio mình làm về xe thì phải. Mấy video kia toàn là kiểu short thôi. Kiểu mình làm trên TikTok thôi, sẵn tiện mình up sang short thôi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn về một trong những món đồ công nghệ đấy, mà mình đánh giá là nó cực kỳ hữu ích dành cho những chiếc xe ở thời điểm hiện tại. Bởi vì xe ô tô bây giờ hầu như sẽ đều có một cái màn hình giải trí lớn, hoặc là màn hình điều khiển trung tâm các thứ gì đó, miễn sao là một cái màn hình khá là lớn. Bên cạnh đó thì hầu như xe bây giờ bán ra thì cho dù là cái mức giá rất là rẻ, cỡ chỉ khoảng tầm 400-500 triệu, 500-600 triệu, 600-700 triệu thì đều có một tính năng nó gọi là Apple CarPlay. Và bởi vì cái tính năng Apple CarPlay này nên chúng ta lại phát sinh thêm một cái món đồ công nghệ mới để giúp bổ sung thêm tính năng cho cái màn hình zin của xe. Nó là một cái Android Car Box. Mình không biết nói có đúng không, Android Car Box hay là Android Box Car gì đó, cái đấy mình không biết. Miễn sao là nó sẽ là một cái box nhỏ 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 xíu thôi. Nó chứa hệ điều hành và rất nhiều những cái khả năng xử lý phía bên trong. Nó sẽ kết nối đến với cái xe thông qua Apple CarPlay để các bạn có thể sử dụng được một cái màn hình zin đúng nghĩa, nhưng nó chạy full tính năng của một cái thiết bị Android. Đấy. Thế thì có nên sử dụng nó hay là không? Những cái trải nghiệm mà các bạn sử dụng thì nó sẽ như thế nào? Và làm sao để chúng ta có thể chọn được một mẫu sản phẩm hợp lý? Khi mà các bạn có thể thấy trên Lazada ấy, chúng ta có rất nhiều những mẫu Android Box chỉ giá đâu đó tầm khoảng 3 triệu cho đến 4 triệu, nhưng cũng có rất nhiều những mẫu có thương hiệu các thứ này nọ với mức giá lên tới 7 triệu, 8 triệu, thậm chí gần 10 triệu cũng có. Sự khác biệt ở đây đó là gì? Nói kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Let's go. Đến đoạn hay nhất. Rồi, trải nghiệm tí xíu rồi, đây các bạn có thể thấy. Hiện tại thì mình đang sử dụng tất cả những tính năng của cái Android Car Box đó trên cái màn hình zin của chiếc VinFast của mình. Các bạn cũng biết là VinFast thì cái màn hình giải trí cơ bản này nó chẳng có một tính năng gì thông minh cả. Trong cái đó bây giờ nhá, mình có Google Maps này. Đấy, mình biết được là cái vị trí của mình đang ở đâu và nó sẽ dùng cái Google Maps này để chỉ đường. Tốc độ của mọi thứ, xử lý load ứng dụng các thứ này thì nói thẳng luôn ra là cũng không được nhanh. Tại vì cái bản mà mình đang sử dụng ở đây thì nói chung cấu hình nó cũng không cao cho lắm. Nó chỉ là Snapdragon 450 thôi. Mà mình quá quen với những chiếc điện thoại xịn sò của mình bây giờ thì xác định là những cái này nó sẽ bị chậm. Nhưng mà cái quan trọng là vị trí GPS các thứ thì nó vẫn thể hiện một cách đầy đủ chính xác các thứ ở đây. Ví dụ đây là vị trí của mình ở thời điểm hiện tại này. Mình quên mất mình chưa xác định lại cái vị trí đây là cái văn phòng của mình. Hay là mình có thể cài được thêm cái ứng dụng mà đi ra ngoài đường mình sử dụng rất là nhiều, đây là Navitel. Cái này thì để nó sẽ có cái phần mềm mà bản đồ này, bản đồ chuẩn của Việt Nam này, những cái ngóc ngách các thứ, và quan trọng là nó update liên tục những cái biển báo giao thông hay là những cái liên quan đến cái giới hạn tốc độ km cho phép các thứ, nó sẽ hiển thị tất ở đây. Hay là Vietmap này thì quá nổi tiếng rồi, chỉ dẫn đường bằng giọng nói tiếng Việt các thứ này nọ, rồi cũng cảnh báo giao thông các thứ này nọ, lọ chai đủ hết, không thiếu cái gì cả. Đấy, ok, vị trí của mình đang ở đâu như nào, logo các thứ xe mình setup được hết. Hay là đương nhiên về cái vấn đề giải trí ấy, thì mình nghe nhạc bằng YouTube Music rất là nhiều. Đấy, nãy giờ thôi, sorry anh em, tắt bớt đi chứ không bản quyền vỡ mồm. Đấy, ví dụ mình nghe một cái bài nhạc trên này, đúng không? Hay mình xem video YouTube này. Cái này mình không khuyến khích vừa lái xe vừa xem video nhá, nhưng mà đây mình vẫn có thể xem được, xem video của mình. Các bạn thấy không, xử lý mọi thứ cũng khá là ok. Đấy. Ok, nói chung á, các bạn đang thấy đúng không, là mình đang sử dụng tất cả những tính năng
của một cái kiểu như là máy tính bảng Android, một chiếc điện thoại Android, bất cứ một thứ gì các bạn thấy. Chúng ta cũng có cả cửa hàng CF Play để các bạn có thể lên tải về để những cái ứng dụng các bạn muốn, có kể cả là chơi game các thứ trên này được ok hết luôn. Đây, tải được cả Liên Quân về như này thì các bạn có đỡ được hay là không? Đấy, nhưng mà đương nhiên không thể nào chơi trên cái màn hình này đâu. Tại vì là Apple CarPlay nó giới hạn một cái, đấy là chúng ta không thể nào thao tác được đa điểm, mà các bạn sẽ chỉ có thể sử dụng được một điểm mà thôi. Còn lướt web các thứ bằng Chrome mọi thứ đấy các bạn thấy, bấm vào là phản hồi, bấm vào là phản hồi, mọi thứ đều rất là nhanh, không hề chậm. Đó. Thế thì cái mấu chốt vấn đề của những cái trải nghiệm như thế, nó chỉ gắn trong một cái thiết bị nhỏ xíu như thế này mà thôi các bạn. Đây, mình sẽ tháo ra cho các bạn. Tháo ra là mất này. Ok. Đó. Tất cả mọi thứ nó đều được xử lý chỉ trong một cái hộp nhỏ xíu như thế này thôi. Thì trong cái hộp này này, chúng ta sẽ chỉ kết nối duy nhất bằng một cái cổng kết nối từ USB-C này vào cái ô tô là xong. Đấy, cho dù là A2C, C2C thì bên trong cái hộp này khi các bạn mua chúng ta cũng sẽ được đều tặng kèm hết. Chúng ta có khe gắn SIM này là SIM 4G này. Đấy, có khe gắn thẻ nhớ này. Bùi như trong mặc định cái phiên bản này đã 64GB thì các bạn lưu trữ thoải mái, không bao giờ phải xoắn cả. Nhưng mà đấy, chúng ta muốn mở rộng lưu trữ vẫn có hết. Và tất cả những tính năng vừa rồi, những cái trải nghiệm vừa rồi, các bạn thấy không? Mình chỉ cần gắn duy nhất một sợi cáp vào cái từ cái ô tô của mình. Đây, sợi cáp đây. Đấy. Xong mình gắn vào cái Android Carbox. Xong mình cất nó vào trong này. Gọn gàng. Ngon lành luôn. Đấy, mọi thứ chỉ như thế thôi, đợi một chút xíu nữa. Đấy, nó sẽ khởi động. Xong. Hay không? Đấy. Lúc này chúng ta muốn sử dụng gì thì sử dụng trên nó như bình thường. Các bạn quay trở lại cái giao diện chính của xe, phần mềm của xe để mà điều khiển những tính năng. Bấm vào Home cái. Xong. Lúc nào muốn chuyển qua lại cái box đó, ấn vào Apple CarPlay. Xong. Tiện không? Quá trời là tiện luôn các bạn. Và rõ ràng những cái tính năng như thế thì với một cái box nhỏ xíu như vậy, nó đã bổ sung rất rất nhiều tính năng hay ho để các bạn có thể trải nghiệm những cái ứng dụng, những cái tính năng trên nó một cách thoải mái hơn. Và đương nhiên không thể thiếu được cái vụ này này. Mở YouTube. Đang mở YouTube. Nó đây các bạn. Nó là Android mà. Chúng ta có thể sử dụng Google Assistant mà. Mở Navitel. Navitel. Thấy chưa? Ok. Rồi, thử một khác nha. Mở Faster Car trên YouTube Music. Chứ, đang phát Faster Car trên YouTube. Thôi, tại sao lại mở vào đúng cái video của thằng bạn thân mình thế này? Thân này đấy lo. Sorry anh em, nói chung là đấy. Mình sẽ có thể điều khiển những cái câu lệnh bằng kiểu tiếng Việt như thế một cách rất là ok, nhưng mỗi tội là phát âm tiếng Anh một vài từ của mình nó không chuẩn cho lắm. Thì nói chung á, chúng ta cũng có thể ra lệnh như vậy. Các bạn thấy tiện lợi không? Thế nhưng mà cái gì cũng sẽ có những cái mặt trái của nó. Thì các bạn có thể thấy khi mình thao tác với cái màn hình zin đấy, ví dụ như cái xe của mình là VinFast Lux A, thì ngay từ cái màn hình zin của nó thì cái tốc độ xử lý của nó không được nhanh cho lắm. Và chúng ta lại còn sử dụng thông qua một cái gọi là Apple CarPlay. Thì ngay từ bản chất là khi mà chúng ta kết nối những chiếc iPhone như này, Apple CarPlay vào cái màn hình này, thì nó cũng thực sự là không được mượt cho lắm. Những cái thao tác của nó các bạn sẽ vẫn có thể thấy những cái sự delay nhất định này. Rồi ví dụ như trong nhiều trường hợp nó vẫn sẽ bị lác lác một tí, bị chê chê một tí. Thì nó đến từ nhiều yếu tố. Ví dụ như con này chỉ chạy Snapdragon 450 thì nó cũng không thực sự là đủ mạnh. Nó kết nối qua cái băng thông của cái như là USB 2.0 là Apple CarPlay ấy, thì cái tốc độ truyền tải dữ liệu nó cũng không được nhanh. Nó vẫn sẽ có những khoảng chậm này, lag này, hay thậm chí ngay từ vừa rồi mình xem video YouTube các bạn cũng sẽ thấy nó có những khoảng delay nhất định. Đấy chính là những thứ mà các bạn sẽ phải chấp nhận khi mình sử dụng những cái mẫu Android Carbox như thế này với những cái chiếc màn hình zin, bởi vì cái giới hạn của băng thông nó là thứ các bạn sẽ không thể nào làm khác được. Bao giờ chúng ta có những cái công nghệ mới sử dụng những băng thông lớn hơn, rộng hơn thì chắc chắn cái trải nghiệm lúc đấy nó mới thực sự là được cải tiến nhiều hơn. Chứ bây giờ nếu như các bạn mua những cái mẫu Android Carbox giá cứ trong khoảng 7-8 triệu, 8-9 triệu thì cái giá trị ở đây có thể là những cái phần mềm bản quyền được kèm theo sẵn thôi. Chứ để nói về độ mượt á, thì một khi nó vẫn còn sử dụng cái Apple CarPlay thì nó không thể nào nó có chuyện nó mượt hơn được nhiều, hay là mượt đến mức độ như những chiếc điện thoại mà chúng ta đang sử dụng được đâu. Vậy nên lời khuyên của mình ấy, đấy là các bạn cứ lựa chọn những cái mẫu Android Carbox ấy, nó rẻ rẻ đi một tí, để mà các bạn ví dụ như là chúng ta chỉ sử dụng những cái cơ bản thôi,
như là nghe nhạc này hay là dẫn đường các thứ. Thì ví dụ như là cái Android Carbox này mình mua săn sale trên Lazada đợt đó là chỉ có khoảng tầm hơn 3 triệu, trừ hết những cái voucher tích lũy các kiểu thì mình phải bỏ ra cho con này chỉ khoảng tầm có 3 triệu 1, 3 triệu 2 gì đó thôi, mình nhớ không nhầm là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng ở thời điểm bây giờ nhé, chúng ta còn có một cái chương trình nó gọi là hoàn tiền mắc. Đây cho các bạn xem này. Đây nha, cái phiên bản mình mua là cái phiên bản mà nó là Vietcar Android 11 luôn, 3.899.000. Nhưng mà các bạn này, để ý khi mà chúng ta mua, các bạn sẽ để ý thấy có cái logo hoàn tiền mắc này này. Là khi bạn bấm vào mua nhá, chúng ta sẽ được hoàn tiền 12% tối đa lên tới 300.000 luôn các bạn. Tức là giảm được hẳn 300.000 luôn. Thì cái hoàn tiền mắc này, cái cách sử dụng của chúng ta là như thế nào? Mỗi khi các bạn vào cái ứng dụng Lazada này thì nó sẽ hiển thị lên một cái pop-up kiểu như thế này. Đó, để các bạn có thể sử dụng được cái voucher hoàn tiền ngay và luôn. Sau đó các bạn chỉ cần bấm vào collection để mà nó lưu trữ những cái voucher này vào cái tài khoản của bạn. Sau đó các bạn đi vào mua thôi. Các bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm. Đây, chúng ta có luôn cái khu vực gọi là hoàn tiền mắc này. Bấm vào. Đấy, bên trong là có rất nhiều những cái sản phẩm được hoàn tiền ở đây. Thì các bạn cứ lựa chọn sản phẩm nào phù hợp, hoặc là các bạn có thể lướt ở bất cứ đâu, chúng ta thấy cái logo hoàn tiền mắc này là các bạn có thể sử dụng được những cái voucher như vậy luôn. Sau đó khi mà các bạn bấm vào mua này, các bạn thấy không? Chúng ta có thể thấy rất nhiều thứ phí vận chuyển miễn phí, sau đó được hoàn tiền lên tới 12%. Thì nó cũng giống như việc các bạn chọn những cái voucher như này để chúng ta được hoàn tiền thôi, xác nhận này. Đấy, và trong dịp từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội được x2 cái số tiền được hoàn tối đa lên tới là 300.000. Đó, ví dụ như voucher bình thường mình đây là hoàn tiền là 12%, và ngày 25 đến 27 tháng 12 các bạn có thể được x2 cái này lên nữa cơ. Nhưng mà lưu ý nhá, tối đa vẫn sẽ chỉ là 300.000 thôi. Thế này mà nếu như các bạn mua những cái món đồ giá trị nhỏ hơn chút xíu thì chúng ta sẽ được hoàn tiền là cực kỳ nhiều luôn. 3.9 triệu được hoàn 300.000. Chơi thật sự luôn các bạn. Nghe không? Đó, nói chung á, khi mà mua hàng trên Lazada thì các bạn cũng có thể tìm được rất nhiều những sản phẩm giá rẻ, chất lượng cực kỳ ngon. Mà nếu như các bạn mà săn sale trong những cái đợt mà sale hấp dẫn của Lazada, những dịp lớn này, rồi kết hợp với những cái voucher hoàn tiền như thế, thì các bạn sẽ tiết kiệm được cực kỳ nhiều tiền luôn. Nói chung là mua sắm cứ phải là thông minh. Thông minh như cách mình đang sử dụng hàng ngày như thế này này. Đó, bình thường mua ở ngoài những cái box như thế này, mấy ông toàn hết giá 5-7 củ, mình mua giá bằng có nửa. Mà trên Lazada đợt này có mấy mẫu nó còn rẻ hơn cả thế này nữa cơ. Mất công về tự cài phần mềm theo ý thích, tự tố lại theo ý thích mà giá rẻ được bao nhiêu luôn. Tính năng vẫn thế, dùng vẫn vậy. Mấy các bạn nghĩ sao? Comment phía bên dưới nhé. Và các bạn có đồng ý mình đây là một trong những món đồ hữu dụng nhất dành cho bất cứ ai muốn giải trí trên cái màn hình zin của xe không? Comment nhé. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.